Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2019 đã bế mạc tối qua sau 4 ngày lễ hội với nhiều chương trình, sự kiện, hoạt động vui chơi bổ ích và ý nghĩa. Tối qua tại quảng trường mùng 2 tháng 4, thành phố Nha Trang đã diễn ra lễ bế mạc Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2019. Trải qua 4 ngày lễ hội với gần 60 chương trình, sự kiện, hoạt động vui chơi giải trí bổ ích và ý nghĩa diễn ra trên toàn địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2019 đã mang tới cho du khách bốn phương những trải nghiệm thú vị với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách và nhận được nhiều sự quan tâm, đưa tin của các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước. Có thể nói Festival Biển năm nay thực sự là một bữa tiệc văn hóa nghệ thuật hấp dẫn. Các lễ hội cầu ngư, yến xào, lễ hội đường phố, lễ hội ẩm thực đã làm bừng dậy những nét văn hóa đặc trưng truyền thống của cộng đồng dân cư ven biển, đồng thời hướng đến những giá trị mới trong đời sống văn hóa của thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa hiện đại.